Đã lâu lắm rồi mình chưa làm về cái dòng Star Wars này các bạn. Đèo tiền. À quên, hình như là đây là lần đầu tiên mà mình làm về một cái set, một cái chủ đề Lego Star Wars. Và trước mắt các bạn đây là một biểu tượng hoành tráng trong cái Star Wars này, một chiếc đại bàng thiên niên kỷ các bạn. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không nói về nó, chúng ta sẽ đi đến một cái phiên bản mini nhỏ hơn của chiếc đại bàng thiên niên kỷ đó các bạn. Tuy nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có tính năng rất là hay ha, cho nên mình mới mua nó các bạn. Để cái bộ này nói sau đi. Và tiếp theo đó là một cái bộ nữa trong cái Star Wars luôn. Thì lý do mình mua cái bộ này có lẽ là vì những cái khẩu súng này các bạn. Nói chung là thì các bạn cũng đã biết rồi, mình rất là thích những cái khẩu súng có tính năng tương tác như thế này ha. Nhất là những viên đạn này, nó bắn rất là mạnh các bạn. Đó, và mình tưởng như là Lego đã gọi là loại bỏ hay là giống như là không sản xuất nó nữa. Nhưng mà vô tình mình đã thấy trong cái set Larry 11418 này. Đó, và cái set Star Wars này tương ứng với mã số 9 này, 75239 đại chiến hành tinh Hoth. Và nó là cuộc đại chiến vậy thôi. Đây là một cái phân cảnh nhỏ trong cái cuộc đại chiến thôi các bạn. Ok, không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta cùng nhau lắp ráp hai cái set trong Star Wars này để đánh giá ra nào. Let's go. Và chúng ta đã hoàn thiện xong hai set rồi các bạn. Đầu tiên giờ chúng ta sẽ đến với một cái set mini ở trong dòng Star Wars này. Đây là một phân cảnh của cuộc chiến đấu ha, một cuộc tấn công máy phát điện bạn. Đây là máy phát điện bên đây nè, để mình cho bạn coi rõ hơn về những cái chi tiết có trong set này ha. Đây là Small Chopper và Rebel Chopper, hai cái đơn vị quân đội ở trong Star Wars này các bạn. Thì em này chúng trong trang phục mà một em lính bình thường thôi. Cho bạn coi biểu cảm gương mặt nè, có một chiếc nón khá là lạ ha, có thêm cặp mắt kiến nữa.
Đây như thế này. Nhưng đặc biệt em Snowchopper này các bạn, từ lúc nhỏ mình tưởng ở đây là một cái con quái vật không à, lúc đó mình chưa có biết gì các bạn. Cái Star Wars này hình như là sản xuất phim rất là lâu rồi các bạn, về sau này mới biết đây là một đồ cách nhiệt cho những nhà khoa học nghiên cứu ra. Nó chịu được nhiệt độ rất là lạnh luôn ha, đó toàn bộ trắng toát như thế này. Và trong đây cũng là một cái biểu cảm gương mặt của Minifinger người bình thường thôi đó, như thế này các bạn. Đó thì cái set Larry này cũng nằm trong danh mục cái set Larry mới sản xuất trong năm 2020 này, cho nên nhé Minifinger chúng ta rất là đẹp luôn các bạn. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có hai phần phụ kiện. Đầu giao lần chúng ta sẽ có một cái bệ súng các bạn, đây như thế này cho các bạn coi 360 độ nè. Đó, nhiệm vụ của chúng ta giống như là em lính cái này đứng đây và bắn trả lại kẻ thù ha, đó như thế này. Và một cái bệ máy phát điện như thế này ha, nhìn rất là nặng luôn các bạn, thấy vậy thôi chứ mà rất là nhiều khó gạch trong đây luôn á. Thì ở đây cũng có một em Minifinger bố trí ở đây nữa các bạn. Rồi, tương tự như vậy nè ha, cho thẳng người lên chút xíu. Đây. Đó, thì nhiệm vụ của chúng ta rất là dễ các bạn. Ở đây thì trong cái set này chúng ta sẽ có thêm hai khẩu súng. Đây là nhà Lego gọi nó là tên lửa các bạn. Đây có hai khẩu súng như thế này, kèm theo hai viên đạn ha. Thì cái set này có một tính năng tương tác rất là vui các bạn. Đó là giống như chúng ta có hai người đi, chúng ta sẽ đấu với nhau, một người chọn màu trắng và một người chọn màu xanh. Cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ là bắn vào hai cái phần này để giống như là phá vỡ cái phần này để chiến thắng trong cái game này các bạn. Đây là một cái mini game nhỏ trong cái phần mà Lego Star Wars này thôi. Cho bạn coi kỹ hơn máy phát điện này nè. Thì bên bề ngoài nhìn nó nhỏ vậy thôi, chứ thực chất là nó một cái khối gạch rất là nặng bên trong. Đây nè các bạn, đây những cái phần này chúng ta có thể mở ra được ha. Từ phía bên trong đây có rất là nhiều những cái bắt gạch mà trong suốt màu vàng cũng như màu cam, mình chả hiểu nó để có là cái gì các bạn. Đó, những cái bạn nào biết cái comment phía dưới cho mình biết nha. Mình cũng tìm hiểu thông tin rồi. Mình nghĩ đây là giống như là những cái hạt năng lượng ở trong Star Wars thì phải. Hình như là vậy các bạn, tại vì Star Wars là một cái phim viễn tưởng mà. Đó thì khi mà chúng ta bắn vào cái phần màu xanh này, đó như thế này ha, thì hai cái phần này giống như là sẽ tách ra như thế này. Đó giống như là bị phá vỡ cái máy phát điện các bạn. Và ở cái phần này đó được đính không có một cái bất cứ cái mà khối gạch tích nào được đính kèm ở đây á, nó chỉ là một cái phần mà chống như thôi. Bởi vì khi mà hai cái phần gầy tách ra các bạn như thế này, thì cái phần này nó sẽ bị ngã ra ngoài luôn ha, giống như là em đi phiên giờ chúng ta bị bắn văng ra ngoài các bạn. Đó, một cái game cũng khá là dễ. Bây giờ mình sẽ tự tương tác với cái set kia trước nè, cho bạn coi cái quà tiện này 360 độ, rất là hay các bạn. Thì mình hay nói với bạn trong những cái set Ninjago á, thì mình khá thích cái khẩu súng này. Đó, đây là một cái giống như là một cái lõi bên trong khi mà gắn trong những cái set các bạn. Đó, bây giờ tách ra ngoài thì nó hình dạng như thế này ha, rất là lớn luôn các bạn. Đó, và cách tương tác của nó cũng khá là đơn giản. Ở đây có một cái lẫy nè, chúng ta chỉ gạt như thế này là những viên đạn sẽ bắn ra ha. Đặc biệt ở trên những cái viên đạn này thì có những cái đầu cao su, thì mình nghĩ nó cứ gây sát thương cũng không có đâu các bạn, vì bắn vô tay cũng không có đau ha. Cho nên không biết tại sao mà Lego lại hạn chế những cái phần này ở trên những set Lego Ninjago á. Những vùng vũ khí này rất là mạnh mẽ luôn á bạn. Tương tự như máy phát điện kia, thì cái bệ bắn súng này thì chúng ta chỉ cần bắn vô cái phần màu đỏ nè các bạn, thì có một cái trục ở đây nè, khi mà chúng ta bắn vô thì cái phần này nó sẽ tự động nó đẩy đằng sau á, khiến cái mini finger chúng ta sẽ ngã ra sau ha, hoặc có thể là văng ra luôn. Tại vì ở dưới đây nè sẽ không có một cái stick nào liên kết đấy, để cho em mini finger chúng ta dễ dàng ngã đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tương tác cho bạn cái thêm tử nè. 1 2 3. Các bạn coi cơ chế của nó nè. Khi mà cái viên đạn mà bắn vào chúng vào tâm này các bạn, thì cái phần này nó sẽ đẩy ra phía sau. Đó, và vô tình có một cái trục này đẩy cái phần này ra phía sau luôn các bạn, là cái phần kè bật lên ha, là cho những em Minifinger chúng ta văng ra phía sau các bạn. Rất khá là hay ha. Các bạn xem kỹ lại xem chậm nè. Ok, giờ chúng ta sẽ thử đến máy phát điện này nè. Đây, xa được tí. 1, 2, 3. Oh, không được các bạn. Lại nào, 1, 2, 3. Oh, vẫn không được. Thứ ba nào, 1, 2, 3. What? Tức quá các bạn. Có lẽ do giống như là cái phần này nó hơi nặng nè các bạn, giống như nó mới quá, nó chưa có được lỏng ha, cho nên những cái phần ở chúng ta bắn chỉ được nửa như thế này thôi, cái này nó không tự rớt xuống các bạn. Mình nghĩ nếu như là một thời gian á thì cái phần này sẽ lỏng đi một tí xíu á, thì chúng ta dễ bắn và dễ tương tác hơn ha. Coi như cái phần này thì thôi để mình lấy mình bắn thẳng vô đây luôn nè. Ok, đây là một cái set mini ít chi tiết thôi, nhưng mà khi mà chúng ta để lên bàn học thì rất là gọn các bạn. Đó, và cái tính năng của nó xả stress cũng rất là tốt ha. Khi mà chúng ta cảm thấy căng thẳng á, lấy cái súng này ra, bắn vài cái xả stress rồi xoay đó trở lại học tiếp bàn. Lúc đó đầu óc thể thư giãn rất là nhiều ha.
Và những các bạn nào mà thích cái set này để làm giveaway lần 7 chương trình cho channel thì đừng ngần ngại comment phía dưới video nhé. Và chúng ta sẽ đi đến với cái set còn lại, một cái đại bàn thiên niên kỷ, một cái biểu tượng trong Star Wars, trong cái phiên bản mini nhỏ gọn như thế này. Đó, chúng ta có thể trưng bày trên bàn học rất là gọn luôn ha. Nhưng mà cái tính năng đặc biệt mà mình muốn nói đến cái set này đó là tính năng bay lơ lửng trên không các bạn. Ở cái góc độ này các bạn nhìn đi. Đó, nó đang bay lơ lửng nha các bạn. Nó chỉ ôi, các bạn không có lầm đâu, nó thật sự bay các bạn, cho nên mình vừa đụng vô là nó sẽ ngã liền ha. Đây nha các bạn nhìn nè, đó nó chỉ được liên kết bởi những cái sợi dây này thôi. Đáng lẽ những cái sợi dây này nếu mà do trọng lực á nó sẽ kéo xuống á như thế này nè các bạn. Đây cho bạn coi nè nha, nó sẽ kéo chút xuống như vậy. Còn đi đặc biệt với chiếc thuyền này là nó có thể bay lơ lửng trên không trung nha các bạn. Không có bất cứ một cái thủ thuật hay không có bất cứ một cái động cơ hay tính năng nào trong cái sách này ha. Đó là một cái tính năng hay các bạn. Đây cho bạn xem 360 độ nè, phải thật nhẹ nhàng nha các bạn. Đây như thế này. Đó các bạn thấy chỉ nó chỉ được liên kết bởi những cái sợi dây giống như dây xích đó các bạn. Đó như thế này thôi mà nó lại treo lơ lửng trên không trung ha. Rất là hay luôn các bạn. Cái này mà chân trên bàn học là phải gọi là một cái bộ mà khá là thú vị đó. Thì mình nghĩ người tạo ra cái set này các bạn đã áp dụng một cái định luật vật lý nào đó để khiến cho có một cái trọng lực cân bằng á giữa những cái sợi dây này nè các bạn. Đó để cho cái set chúng ta bay lơ lửng trên không trung ha. Vì cái sợi dây này chúng ta chỉ cần mà lệch một tí xíu đó các bạn là cái chiếc phi thuyền của chúng ta sẽ đổ xuống liền các bạn. Đó còn mà đã bình thường như thế này thì không hề hào hứng gì đối với chiếc phi thuyền này ha. Và cái người khi mà đứng ở ngoài mà nhìn vô á cứ ngỡ là chiếc phi thuyền này đang bay không hả các bạn. Đó để bạn dễ hình dung, mình chỉ cần kéo sợi dây xích này lệch ra bên đây thôi là chiếc phi thuyền của chúng ta sẽ đổ liền các bạn. Đó như thế này ha. Thì cái điều mà khiến cho chiếc phi thuyền này chúng ta cảm thấy nó bay các bạn là nhờ cái hiệu ứng thị giác khi mà nhìn vô sợi dây này nè. Chúng ta cảm thấy cái sợi dây này rất là căng luôn á. Mà tưởng tượng mà khi mà giống như không có sợi dây này thì chiếc phi thuyền của chúng ta sẽ bay ra khỏi cái bệ phóng này luôn các bạn. Đó, một cái hiệu ứng rất là ảo diệu luôn ha. Ok, và mình sẽ thử sử dụng cái hỏa tiễn này để bắn hạ chiếc đại bàng thiên niên kỷ kia các bạn, một biểu tượng trong Star Wars nha. Đó, thì do nó đang cân bằng trọng lực để nó bay lơ lửng như thế này. Chỉ có một lực tác động cho nó thì nó sẽ kéo theo một sự đổ sập của một biểu tượng ha. Thì ngoài ra trong cái set này thì các nhà sản xuất nhấn mạnh nó là một cái set 2 trong 1 các bạn như thế này. Thì đơn giản nó chỉ cần mà tháo chỉ cái phần này ra các bạn. Đó và đáp thẳng xuống đây ha, để mình làm cho các bạn xem. Có nghĩa là chúng ta sẽ tháo hết những cái phần trong suốt cân bằng kia đi. Để một cái phi thuyền như thế này các bạn. Và chúng ta sẽ cố định trên cái đế này. Đó như thế này ha. Đó thì chân cái kiểu này thì cũng được đó các bạn, nhưng mà mình nghĩ cái tính năng đặc sắc nhất là bay lơ lửng kia, nếu mà để kiểu này thì không còn gì là đặc sắc nữa ha, nó chỉ giống như là một cái set mini bình thường đó các bạn, nên mình nghiêng về cái hướng mà để cân bằng hơn. Với mức giá 150.000 thì chúng ta có những cái set mà Lego Star Wars để trưng trên bàn học hay là bàn làm việc thì rất là thú vị, có nhiều tính năng tương tác để xả stress, cũng giống như là một cái set mà phi thuyền bay rất là độc đáo luôn các bạn ha. Thì chiếc phân công này sẽ là bước đệm để tuần sau mình sẽ ráp thêm một chiếc phân công với hơn 1.500 chi tiết để review cho tất cả các bạn ha. Thì chiếc đó của hãng Bella các bạn, một cái hãng rất là giống hàng chính hãng ha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay hãy để cho mình một like và đừng quên nhấn vào nút subscribe kênh Toy Channel. Đúng, quay trở lại xem những bài review về đồ chơi thú vị nhé. Còn những bạn nào mà thích những món này để mình làm giveaway trong video giveaway lần 7 thì đừng ngần ngại comment phía dưới video nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.